À, dạ vâng ạ, Alo Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến. À, trong ngày hôm nay là chỉ có loa thanh lý thôi các bác nhé. Em sẽ thanh lý hết cho rộng và cho gọn nhà. Loa mới em cũng thanh lý, loa súp em thanh lý, loa full em cũng thanh lý. Và trước màn ảnh nhỏ toàn thể các bác đó là hai đôi loa full hàng mới tinh được mang trên mình thương hiệu PS Audio, mã số là KF612 bát 30. Hàng mới nhập khẩu chính ngạch các bác nhé, nhưng không còn hộp xốp. Em thanh lý cho các bác của anh em với giá là 6 triệu 800 ngàn đồng một đôi tại cửa hàng, 7 triệu 500 em ship đến tận nhà cho các bác của anh em. Nếu mọi người ship xe khách đúng không ạ, ở các tỉnh ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh hay là thành phố Hải Phòng hay là thành phố Hà Nội, hoặc là ở Ninh Bình hay là ở Nam Định, ở Thái Bình, ở Hưng Yên, thì giá của nó chỉ khoảng 200 đấy các bác nhé. Còn gửi qua công ty vận chuyển thì giá nó cao vì bọn em phải đóng xốp các bác nhá. Full 30 hàng mới nhưng không còn hộp xốp, giá 6 triệu 8 một đôi tại cửa hàng. Còn ship thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho em khi các bác chốt đơn hàng, em xem các bác ở tỉnh thành nào, xem gửi bằng phương thức nào thì sẽ có tiền giá ship các bác nhá. Còn đây là loa súp hơi đơn bát 50 các bạn. Cũng mới tinh các bác nhá. Đây là hàng Trung Quốc nhập khẩu, đóng thuế đầy đủ chứ không phải hàng đóng Việt Nam đâu các bác nhá. Đấy. Bỏ qua cái suy nghĩ là hàng lắp ráp Việt Nam. Bát 50 từ 220 coi 100, giá cho các bác của anh em chỉ có 5 triệu 500 ngàn đồng một quả. Các bác thấy thế nào? 5 triệu 500 một quả súp hơi đúng không ạ? Xịn của China, nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ. Các bác nhá. Đây mã đây em quay luôn các bác của anh em, tiếng sẽ test âm luôn. PS Audio S118 các bác nhá. Đấy ạ. Tem bảo hành điện tử thì các bác của anh em biết rồi. Em bán chuyên vào sản phẩm của PS. Đây là những model đời cũ, em thanh lý cho nó rộng gọn nhà các bác nhá. Còn đây ạ, một quả súp hơi đơn bát 40 các bác nhá. PS Audio S115 nguyên đai luôn, em chưa bóc ra các bác nhá. Bát 40 từ 220 coi 100. Thanh lý cho các bác của anh em với giá 4 triệu 800 ngàn đồng. Giá còn rẻ hơn quả súp Trung Quốc cũ các bác nhá. 4 triệu 8 tại cửa hàng, 5 triệu rưỡi bát 50 tại cửa hàng. Ok chưa? Giá sập dàn thiên lý đúng không ạ? Không thể nào rẻ hơn các bác nhá. Các bác lưu ý là loa PS là không còn thùng xốp nhá. Em phải nhấn mạnh kỹ. Không lúc anh em này bảo là ô sao anh tưởng loa mới có thùng xốp nhưng ra lại không có đúng không ạ? Đây ạ, KF612 mới tinh, không còn hộp xốp. Đó, 6 triệu 8 một đôi tại cửa hàng. Báo giá thật kỹ, tính em giới thiệu là rất rõ về nguồn gốc xuất xứ. Báo giá cho các bác của anh em mọi người tham khảo và để chuẩn bị tài chính kinh tế, nói chứ không có mập mờ giá cả gì cả đúng không ạ? Hai đôi PS Audio KF612 bát 30 từ 17 coi 7,6, tép từ 14 coi 4,4. Một quả súp 50 mã là S118 bát 50 từ 220 coi 100 thùng gỗ các bác nhá. Sơn dầm cát. 5 triệu rưỡi một quả. Súp bát 40 mã S115 4 triệu 8 một quả. Em mời các bác của anh em nghe chất âm. Ok chưa? Xin mời. Video này là có cả loa súp các bác nhá. Video này em đang test cả một quả súp bát 50. Quả 40 hình thức như quả 50. 4 triệu 8 một quả, em còn một quả. Bát 50, 5 triệu rưỡi em còn một quả. PS full 30 em còn hai đôi. Ok chưa? Em giới thiệu lại cho kỹ hơn nhá. 4 quả loa full là hai đôi. Anh em có thể mua cả hoặc mua một đôi. Súp 50 có một quả, súp 40 có một quả. Đấy, nó chỉ có như vậy thôi các bạn, không có nhiều ạ. Các bác liên hệ cho em thật thật sớm các bác nhá.
sao phải chọn bảy ấp chất xơ mới hỗ trợ tiêu hóa thỏa sức ăn ngon. Quảng cáo em giới thiệu thì cực kỳ đơn giản, quan trọng là hàng nó chất theo giá tiền các bác nhé. Ok chưa, video này có cả súp các bác nhá. Ok, rất cảm ơn các bác cùng anh em. Hãy liên hệ thật sớm cho em qua các số máy đây ạ, tấm biển ở bên dưới đấy, cứ vội vàng quay các bạn, nóng ruột lắm, muốn thanh lý cho hết. Giá cực rẻ các bác nhá, giá chưa bao giờ rẻ như bây giờ các bác nhá. Số máy cũng là số Zalo của em 0365888988, 0368891555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, có thể giao hàng toàn quốc các bác nhá, chỉ cần đặt cọc tiền em sẽ gửi hàng. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em ạ. Xin chào, hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.